Mấy bên này tao thấy nó lố, nó lố đến nỗi mà người ta không ai tin á, phải không? Cho nên tao thích tao cười thôi. Thì bây giờ tao thấy trên không gian mạng mấy bên này tao có thấy tụi nó cũng ít like, có nghĩa là không còn đề tài gì để like, Nó mà like like gì cũng nữa vô mà like. duyên á. Like Anh cũng thấy vô nó sâu duyên á, chuỗi cũng à? có gì. Anh sao thử anh sâu chuỗi rồi coi. Anh thử anh sâu chuỗi lại cái mấy cái việc nào. Một là từ ở xảy ra cái vụ khủng bố ở Đắk Lắk, nó cũng lên nó chửi, nó tìm đủ cách, nó nói là Việt Nam là do chiếm đất của dân, chính quyền chiếm, cán bộ chiếm đất của dân, cho nên dân mới mà nổi lên chống lại, chứ không phải đó là do bộc phát, chứ không phải là có chuẩn bị đó. Thì anh thấy đó là một cái vấn đề thứ nhất. Anh nó cũng là tìm cớ, nó nói là cái lỗi đó là lỗi thuộc chính quyền, lỗi thuộc cán bộ đó. Rồi ba cái vụ mà xử mấy ông cán bộ nhà mình, mấy thằng cán bộ chứ đừng nói ông mẹ, mấy thằng mấy con cán bộ mà tham nhũng đó. Rồi ông nói là đó là do cơ chế, đó là cơ bản chất của chế độ đó. Anh thấy không, nó cho là đó nó là bản chất của chế độ, chứ không phải là do cơ chế của, chứ không phải là cá nhân của những người đó họ muốn tham nhũng đó. Điều đó là anh thấy hoàn toàn sai lệch đó. Là cái thứ hai là anh thấy cái thứ ba là cái vụ cái thằng Châu Văn Khảm, thằng gì mà bị nằm trong cái ám dự tân á, cái gì giống như cái phân đà của cái thằng Việt Tân nằm bên Úc đó, rồi về đây bị bắt, mình kêu 12 năm mới 4 năm rồi thủ tướng Úc qua mình thả ốm nè ôi ôi đó. Thì nó cũng nói là sợ chính phủ Úc, sợ Việt Tân thế này cho nên mới thả mấy Việt Tân đó. Nó nói là cũng sợ rồi, sợ Việt Tân nó mới thả thằng Châu Văn Khảm ra. Thì anh thấy cái gì nó cũng tìm cách nó nói được hết, nó rất là vô lý. Cái những cái đó mà nó đưa ra, nó những cái đó mà đưa ra nói cũng được đó. Rồi giờ anh trở lại, anh mình liên hệ tới cái vụ mà hai cái nhà mà nằm ở giữa đường, trình nằm trình hình giữa đường dưới Cà Mau, anh thấy không đó. Đúng rồi, đó là một cái Rồi minh rồi bây chứng giờ rõ nó nói ràng là thôi, mình Việt anh Nam không mình thiếu có dân chủ, thì cái đó là có dân chủ không? Đó là có dân chủ đó không? thì Theo anh thì có dân chủ không? nó Hai nhà nằm trên nền giờ là này mà chục năm quá trời. dân chủ. Nếu mà cái nhà đó mà như vậy mà nằm bên Mỹ, tao bảo đảm mày 36 giờ đồng hồ là coi như banh chành rồi. Nó lấy xe xúc tới nó xúc, mà thậm chí Nó nhiều cưỡng khi nó chế lạng ngay chứ quạng đâu ra, phải như Việt Nam nó mình. lạng Nó quạng nói ra là nó về cũng là cho đây lạng không vô có chủ đầu quyền, rồi. dân không được làm chủ đó. Thì coi ví dụ hai căn nhà nằm trên nền giữa đường đó, Chính theo anh thì xác sao? đó, bởi vậy cái đầu là anh đã nói cái đó rồi. Tôi nói đó là cái minh chứng hùng hồn nhất để cho tôi thấy rằng đất nước Việt Nam có dân chủ, mà dân chủ thuộc cái dạng kia bằng mình phải nói một cái câu như vậy. Nước Mỹ không 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 thể nào mà so sánh được với Việt Nam cả. Cái tự do dân chủ của Việt Nam mình hơn hẳn nước Mỹ rất là xa, nó thẳng là như vậy. Bởi vì anh chàng nước Mỹ này là ăn chỉ ăn tục, nói phét, đâm đầm thóc thóc bị gạo, đồng bằng chỉ xỉa sói tùm lum tà la ra để gây chiến tất cả mọi thứ, để mà anh không có chiến tranh là anh không có sống được. Cho nên vì chỗ đó anh vì cái nguồn lợi chính của anh đó là vì vấn đề vũ khí mà có nghĩa trên vì đó anh phải buôn bán vũ khí các cái đủ thứ, cho nên là vì chỗ đó là nó gây chiến tranh cả. Có bài báo của một cái thằng tên là cũng cái thằng đó đó, nó nói mà mẹ cái nước Mỹ từ hồi xưa tới bây giờ chẳng có ai dám xâm lăng cả, bây giờ có người sao quả mới xuống xâm lăng nước Mỹ thôi, nhưng mà không biết cái gì cái ngân sách quốc phòng mà nước cái tăng hoài, nó tăng hoài đâu, nó tăng hoài nó sẽ để nó bán, mà nó bán cho ai mua bán rồi, nếu nó bán là phải nó gây chiến tranh nó mới bán được, phải có sức xích bích, phải có cái gì đó nó mới bán được, chứ khờ khờ rồi có bán được. Buồn cười, thiếu lâm lắm, nhiều cái mình thấy buồn cười lắm. Nhưng mà những cái lúc gần đây tao thấy tao nực cười quá, nhiều khi tao làm biếng, tao không muốn lên live, bởi vì mà nói chuyện với những người mà không hiểu biết và không có một cái tinh thần thiện chí á, nó khó bực mình lắm. Nó khỏi gì, nó sờ sờ trước mắt như vậy rồi, nó sờ sờ trước mắt như vậy mà nó vẫn cãi cho bằng được cho chờ chết. Mày nghĩ mày nó coi có còn một nó cái nữa, nó có người mang lời thề nặng lắm anh ơi, nó mang lời thề thề nặng lắm. ta Nếu nó mà nó không nói xấu gì Việt Nam á, máy bay đụng nó. thấy được. Còn nè, tao tao thì tao không biết, tao không không theo ba cái vụ, tao không rành ba cái vụ thiền am bên bờ vũ trụ mẹ, cho nên thì tao nghe nói ở ba thằng cha luật sư cãi thua rồi đó, chạy qua trốn qua bên Mỹ, không biết có chạy trốn được hay là không biết, nhưng mà có trực mình rồi lên đài qua phát biểu rồi còn khóc than, viết cái xe túi xóc than
mấy chục năm nay bà bây giờ thấy nước Mỹ cái UFO kỳ rồi là kỷ niệm ngày độc lập, nó ngồi nó khóc, nó nói rồi nó tục quá, nó nói là từ xưa Việt Nam là không có cái dự gọi là ngày lễ độc lập mà tự do giống như Mỹ đột phát. Tao nghe cái câu đó tao buồn cười, với tao thấy tao cười quá, tao đầu tao gặp đó đâu tao quýnh đó chứ đừng nó ở mà thiệt cái tưởng nó thiệt mày đuổi nó thấy ghét cái đó thấy ghét rồi. Rồi con thằng Nguyễn Văn Đài thì nó ngồi lên nó nói gì ở ở Tây Nguyên là đủ phải gì kháng chiến quân gì đó đồ phát, mà nghĩ mà coi nó có biết cái tôi nói thiệt toàn là cái dân mà hình như nó ngáo mà ngáo nặng nó thiệt rồi. nói Chào Minh nói nha, tới mấy chào cái bác thằng Ba Đồng. nói nói tới cái thằng Đài đó, tôi không có đem mắt kiến là tôi không có thấy đường. Bà con có chào tôi xin lỗi nha, bây giờ tôi xin chào hết bà con mình nha, chứ tôi không có đem mắt kiến, tôi nhìn tôi không thấy vậy đó. À, hình như Chào chú con Phan. Chu Phan này thì phải ha. Chào Chu Phan Chú nha. Phan, chú Phan. Đó giờ anh nói tới vụ thằng Đài hôm trước nó ngồi nó than nó khóc nó cái YouTube của nó bị đá văng mất rồi. À, anh thấy nó than tội nghiệp không, rồi nó nói là nó sẽ nói chuyện nhẹ nhàng tình cảm hơn. Trời, cái thằng đó nó mới vừa tức thì đó là nó đã qua nó sôi nó xỉa nó nói tầm bậy tầm bạ đó rồi, thì anh thấy cái thằng này rõ ràng là nó biết rõ ràng là nó không có làm gì được, nó không có sống được, nó không thể lật đổ cái thể chế cộng sản này được, Quá nó mà tôi nói cho nó bạn nghe, nó vẫn tìm cách cho nó là sống. dạng kiến dế, dạng kiến dế. Hôm trước con nói qua nói chuyện Ngô Kỷ chút xíu nó bị Ngô Kỷ kêu bu lít rồi Có gặp mà, tao cái đó là tôi có đụng coi vô trực mặt, tiếp luôn mà. gặp tao là tao quýnh vô mặt, cái tao không có kêu gì hết trơn á, tao Vậy không có mà nó nói còn gì thêm thương nữa, đó, gặp vậy tao mà là nó tao còn quýnh thương đó không cha, cần phải trả lời chứ rồi hả. vậy mà nó còn thương con Kỷ đó. Thưa đồ má quần quần què đồ má, tao có đây tao ra tao xả hàng luôn đồ má, tao chửi ông biết tao còn gây về giờ đó đồ má Hôm đồ má thứ đồ má nay nín nín quá, bức xúc quá, anh nay đến buông về lụa phải buông lụa má. Thực là tao tao coi cho mình, tao vừa tức cười mà là tao vừa tức đồ, không biết trên đời này trời xanh cho mấy cái thằng này đồ, nó không biết sao cha ông nó làm sao tao không hiểu ở nổi đây luôn á? cha mẹ nó Tôi ít nói nhất. anh nè, đối với những đối tượng đó đó, đúng ra thì ở ở cái diễn đàn khác á, thì tôi sẽ căn cứ vào luật. À, tôi cũng biết được một chút đỉnh thôi, chứ cũng không phải là dạng mà chuyên Mình gia là luật người hay dân là mà, luật sư đúng rồi. đó, rồi về chính trị thì cũng biết được chút đỉnh, nhưng mà đối với mấy thằng đó mà trong khi đối thoại với anh đó, tôi cũng không thể nào đem mấy cái đó ra nói chuyện, không phải là tôi khinh khi anh, nhưng mà thật sự mà nói đó, đối với mấy cái thằng này chúng ta không dùng những cái từ ngữ hoa mỹ, những từ thuật ngữ chuyên môn Đúng để rồi. đánh giá mấy thằng này, thì cứ dùng mấy cái từ bình dân của mấy cái dân mà chợ búa chơi nó là được rồi, tôi thấy vậy là Đúng được rồi. rồi. Chắc chắn là vậy rồi. Là bởi vì nó không xứng đáng để cho Không mình xứng dùng những cái đáng từ thì hoa nó mỹ. Lực sư gì kỳ vậy, đúng, lực sư người ta khổ thế nè, lật mình phải sư, nói bây một giờ điều lật sư là lật sư, chứ còn lực sư gì có nghĩa là gì, là họ bất mãn cái cá nhân, có nghĩa là cá nhân họ không có đạt được một cái gì họ mong muốn, hiểu không? Nhưng mà thực chất là họ không có tài, không có tài nó hẳn cho vì đó thành ra họ không có một cái gì gọi là tiến thân vào trên con đường nghề nghiệp luật sư gì mà kỳ cục quái đản, mà không phải riêng gì luật sư gì cả. Thần thầy mình để ý mà coi những người nào mà chống phá cái xã hội Việt Nam mình, hoặc là nói chung là những người chống phá trên thế giới, thì những người nghèo, những người không có ăn, những người thất nghiệp, những người homeless thì thường họ hay nguyền rủa xã hội, là bởi vì xã hội không có chu cấp cho người ta, nói thẳng như vậy. Thì rõ ràng mấy anh cha này là không có là tài cán con mẹ gì cả, không có con tài cán gì cả, tài cán tài thì cái nên gì? Tôi tài hỏi anh, nếu nó có tài thì ở đây người ta là trưng dụng đó rồi, tôi nói chân bình dũng ít rồi nhất đó, nếu nó có tài đó thì ít nhất nó cũng mở một cái văn phòng luật sư nha, rồi bao nhiêu người đó, nếu nó có tài thì bao nhiêu người người ta mướn, nó đi cãi đó, án kinh tế thiếu gì anh đó, hoặc là tranh chấp dân sự người ta thiếu gì người thuê, nhưng mà các anh chính vì chỗ không người thuê cho nên mới xin xin tật xin ra làm bậy rồi bắt đầu nhà nước dùng cái biện dùng pháp luật để chế tài, rồi bắt đầu là đúng rồi, bất mãn đâm xì lên gồ chửi, lên muốn bất mãn đó là rồi chửi chống đúng. đối. Mà bây giờ cái này tao muốn nói cho mày, cái này 2-3 năm mà tao cũng đã nói rồi. Ở đây thì mình phải nói một điều này, mặc dù trên bề nổi thì chúng ta rất là yên bình, nhưng trong chìm sâu vào trong cái chìa về 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 mà bề mặt mặt nổi thì thấy vậy, nhờ ở phía sau thông thì Việt Nam mình hiện giờ, ngày xưa tới giờ chứ không phải hiện giờ, từ ngày 1975 tới bây giờ là thù trong giặc ngoài. Mà tao nói một câu vậy là mày hiểu Hiểu rồi, chứ? và tao hôm trước tao đã tao có nghĩa là nói hầu như tất cả những cái thủ đoạn mà làm cho người Việt, cho đất nước mình, trong đó nó len lỏi vào, thứ nhất là báo chí,
thứ hai là nghệ thuật ca sĩ đó và văn hóa nghệ thuật, thứ ba nữa cái gì đó, có nghĩa là họ cố tình họ len lỏi mày vào đó, được chưa? Thì nó bươi móc ra đã kích những cái tôi là tôi và tôi lên chơi con, gửi yêu cầu ly thằng thằng này, cứ nghĩa là họ muốn kiếm cách lung lạc và đưa vào những cái nơi ví dụ như là có giáo dục có là kinh tế có là họ len lỏi vào những cái mầm mống để họ quấy khuấy động cái xã hội mình để cho nó banh chành ra, để cho họ dễ dàng họ lật đổ, và đứng sau lưng họ là một thế lực ngoại bang, người ta đã nói thẳng từ đâu rồi. Để gửi yêu cầu đi thằng tôi là tôi đó, có nghĩa thành ra mình nói như vậy thì mình là người dân mình chỉ biết mặc nổi thôi, nhưng mà thực chất là hiện giờ Việt Nam mình đang là thù trong giặc ngoài đó, đó là một phương thức, kể cả cái vụ mà Đắk Lắk gì rồi mà lên đó thì cũng là một cái chiêu trò của tụi nó thẳng là như vậy. Ta Anh nói nhớ một rồi, cái điều là một cái thể chế cộng sản là nó là cái gai, nó là cái gai đối với các nước tư bản, mà những nước đặc biệt những nước trước đây á, là ok lẹ đây mày, nó đã từng thua Việt Nam đúng nha, nó đã từng thua Việt Nam cho nên nó cay cú. Một mặt nó muốn lật đổ cái chế độ này, một mặt là nó muốn đúng trả thù cái sự, nó muốn trả thù nó, thì anh thấy làm gì nó nuôi dưỡng mấy tụi đó để làm gì, ít nhất là nó không thể lật đổ được thì nó cũng phá được cho cái đất nước này nó chính suy nghiêng xác đúng vậy rồi. thôi. Nhưng mà cái này tao nói mày khổ lắm, tại tao cũng đã nói rồi, mà cái thằng này nó gian manh lắm, có nghĩa là mặt thì tay bắt mặt mừng nói như vậy, nhưng mà sau lưng nó chích mình hồi nào, nó đâm sau lưng mình hồi nào không phải. Và cái bản chất của thằng Mỹ này là từ, mình phải nói thẳng là giờ ta không có khen về mẹ thì nhà nước Việt Nam, và cho những cái người lãnh đạo Việt Nam mình họ biết lúc tuần tuột chứ họ không phải biết, bởi vì chiến tranh đã đi qua, họ thấm đậm, họ đượm rồi, họ tất cả những cái gì mà họ đã trải nghiệm rồi, không có mắc được họ đâu. Mà ta để sẵn đây ta cũng đã nói với mày rồi, đây là một cái đầu tiên là vấn đề về giáo dục, thì mà biết trường đại học Fulbright không, đó là nơi tao xác nhận cho mày là nơi đó là đào tạo một ổ nhóm phản động, nó bắt đầu từ bắt đầu nó học rồi mà ghen mày rồi rồi tao nói rồi, tao nói rồi mà tao nói thiệt thật, bởi vậy coi như vậy chứ thực chất là nhà nước mình cũng nhức đầu lắm, bởi vì Ví nó dụ còn Fulbright đủ á thì tôi không dám vội vã kết luận, bởi vì cái cơ quan chức năng á, người ta chưa có kết luận thì mình cũng không dám nói. Nhưng mà thật ra là không, tôi cũng đã tao có, tiên đoán, khoan tao khoan, tiên đoán để tôi, chứ anh cho tao tôi nói hết ý rồi tôi. Đó là anh nói á, thì anh có được quyền nói, anh được quyền nghi ngờ, đúng không? Anh là một công dân mà, anh được quyền nghi tôi ngờ. là người dân, tôi được quyền nghi ngờ Đó, thôi. tất cả chúng ta được quyền nghi ngờ, nhưng mà kết luận thì tôi không dám kết luận. Khi nào có kết luận chính thức của cơ quan công quyền thì cơ quan pháp luật thì tôi mới khẳng định đó là một cái ổ. Nhưng mà theo như cái bà Đàm Thị Bích Thủy mà bà nói á, bà hiệu trưởng á, chủ tịch của trường vậy đó, hình như chủ tịch phải không? Đó mà bà phát biểu một câu đó là rõ ràng là anh thấy là bà không phải là người Việt Nam. Hình như bà này là Không, người chắc Tàu chắn hay là rồi. không phải là người Việt Nam, hoặc Cánh tay là lúc tay chân gì đó của Mỹ nó đưa, nó yêu cầu bà phải nói vậy để hạ cái uy tín của cái, hạ hạ thấp đi cái uy tín danh dự, và họ đánh giá thấp, họ không coi trọng cái sự hy sinh của chiến sĩ và nhân dân Việt Nam đã hy sinh á, cho cái đất nước này. Họ không coi trọng sự hy sinh đó cho đất nước này để giành lại cái độc lập cho đất, độc lập cho dân tộc và thống nhất đất nước. Đó thì cái này mới là cái đáng nói. Đó là rõ ràng là nó phủ nhận hoàn toàn đi cái công lao đó, cái sự hy sinh đó. Thì cái điều này là tôi nói thật anh đó, là tôi nghe tôi đọc tôi nói, nếu mà thật sự bữa đó mà có mặt tôi đó, nói trước mặt tôi đó, là tôi bảo đảm anh đó, ở tù bao nhiêu năm tôi cũng chơi cho lỗ mũi nó ăn trầu rớt rồi. Cái đó là tôi nói thiệt, nhưng còn phản động hay không tôi không không nói, tôi chưa dám khẳng định. Nhưng điều đó là điều hết sức là khốn nạn bậy luôn đấy, bạ, sử dụng cái từ đó. tao cũng không hiểu sao. Thì theo tôi biết á, cái ngày động thổ mà cái ngày mà bên Mỹ mà nó đề nghị là coi như là để làm mà tôi bỏ tiền để mà xây dựng bộ trường đại học tương lai, thì tôi nhớ hồi xưa có cái bà Huỳnh Nguyễn Kim Tiến hay phải không ta, hay là cái bà gì để là bà phản đối, bởi vì cái anh cha hiệu trưởng À đó là không, cái anh cha cái gì
hình như là bà chủ tịch quốc bà hội là chị Ngân chứ anh, Kim Ngân thì là như đưa, bà bà đã không chịu rồi, bà đã không chịu rồi, thế thôi thì tao có nói rồi. Nhưng mà nó đâu có bỏ từ giả giả tâm, nó bám trụ và nó mọc rễ, nó tính mọc rễ, nó bính mà bám mọc rễ. Có một cái câu tôi nói là ngày xưa chúng nó thua về quân sự Việt Nam, nhưng mà sau này nó sẽ tiến Việt Nam bằng bằng cờ, những tờ đồng đô la xanh, mày nhớ câu đó không? nhớ chứ À, thì đó, vì đó ra là cái giả tâm nó vẫn còn, tao cũng không bàn cãi cái chuyện đó nữa, tao nói thẳng với mày là đã vậy thôi. Bây giờ nó lôi kéo vào những cái chuyện mà thí dụ như tất cả những cái mà làm như thế nào mà cái xã hội Việt Nam mà nó xáo trộn càng nhiều càng tốt, thì nó thừa cơ nó nhảy vào. Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà cái chuyện đó hầu như tao nghĩ là nhà nước mình cũng đã biết hết, và họ cũng không có, đạo đức biết hết, không có cái gì quá là phải là. Thật ra tao thấy tao rõ ràng, mình chỉ người dân mình tức khí lên rồi mình ngồi mình chửi đổng rồi kia thôi, tôi chứ mình cũng không phải là cái gì cả. Nhưng mà một cái điều là mình thấy mình cũng buồn cười, nó buồn cười những cái chỗ là nó cũng là người Việt Nam, nó có những cái diễn đàn nó buồn cười, nó cũng là người Việt Nam, nó cũng da vàng máu đỏ, cũng ăn cơm ăn ca thịt, nhưng mà nó không biết thương người Việt là cái gì mày. Rồi nó khổ vậy, rồi có nhiều thằng lên đây ngồi khóc lóc ủng sỏi lên rồi trời, nó thương dân Việt Nam này kia, mà trong khi đó thì sự so sánh đó, mày hỏi mình muốn hỏi nó chứ giờ mày so sánh Việt Nam với nước nước nào, tao so sánh cho mày nghe. Nhưng mà tao nghĩ tao cũng chán, bởi vì khi mà chúng ta mà lên mà ngồi nói chuyện với nó thì tao cũng giống như nó thôi. có Rồi nhiều thằng nó lên nó nói đúng như anh nói đó. Tôi ví dụ như Jackson Bùi nè nha, rồi thằng thằng gì thằng Benny Trương nè, thằng Trương Chọc á, rồi thằng Tân Thái nè, nó hay nói là nó sở dĩ mà nó lên diễn đàn nó nói là vì nó thương dân Việt Nam, nó lo cho dân Việt Nam là thiếu đói ăn thiếu mặc, không có dân chủ, ở gầm cầu rồi ôi cái gì đó đủ thứ. Nói chung là cái gì mà tệ nhất là thuộc về Việt Nam, mà những cái tệ đó là do lãnh đạo của Việt Nam, lãnh đạo nhà nước của Việt Nam á, gây ra cho dân. Cho nên nó nói để nó đem lại quyền lợi cho người dân, mà nó nhiều lần nó nói vậy lắm. Có cái thằng cha nào đó nó nói cái giọng Quảng Nam, trả lên trả hỏi bây giờ mày làm được cái gì rồi, hỏi mấy đó, hỏi nhất là Tân Thái, bữa đó nói với Tân Thái, hỏi giờ mày làm được cái gì rồi, mày nói mày lo cho Việt Nam mà mày làm được cái gì để mày lo, bây giờ mày làm ông này bà nọ bên Mỹ chưa, làm thống đốc chưa, mày làm tỷ phú chưa, thì mày muốn lo cho dân thì mày phải làm được cái đó thì mày mới lo được cho dân bữa nay. Ở trong khi tao ở đây tao là ngư dân nè, ông đó đó nha, còn nói ông nó cũng còn trẻ khoảng trên dưới 50 à, tao là ngư dân nè, giờ tao ra khơi là tao sống cái gì cả tháng đó, tao đánh trúng một mẻ lưới là tao sống cả tháng đó. Đời sống tao sung sướng lắm, mà dân ở Việt Nam mà tao nói thẳng với mày là chưa có ai ở gầm cầu như tụi bay bển á, còn chửi dữ lắm, chửi nhiều lắm, nhưng mà tôi cho nói đơn giản nhiều Đơn đó thôi để anh thấy rằng giản vậy ở Việt Nam này hình như không phải hết nha, hình như tuyệt đại đa số trừ những cái thành phần mà nó chống đối á, thì tôi không nói nó có nợ máu với nhân dân á, ở tại Việt Nam á nha, nó không tin tưởng vào nhà nước này thì nó mới rất xấu, chứ còn như hầu hết còn lại cái tuyệt đại đa số là những người còn lại đó họ ủng hộ cái chính sách của cái chủ trương của đảng và nhà nước, họ tin vào cái đường lối cái chủ trương, họ tin vào cái kế hoạch phát triển đất nước